Cái này toàn hái cái này ăn hả mày? Không nhận luôn, lần đầu tiên anh em chúng cháu. Thật sự luôn á. Các cháu là không có gì ăn, là cứ cái hái cái này ăn tạm thôi đây này. Không biết là từ hôm nào không nấu cơm. Xin kính chào quý vị thân mến. Hiện tại thì em Dương cùng bí thư già đang trên đường đi lên chỗ nhà của ba anh em mồ côi trên đỉnh núi. Hôm nay thì anh em chúng cháu vào đây để trao phần quà của các cụ bác trong nhóm Hoa Sen Chân Như, cũng có gửi tiền về để giúp đỡ cho ba anh em. Cụ thể là cậu bác cũng có nhắn là trích từ quỹ cứu đói và bữa ăn tình thương để dành trích tổng là 6 phần quà. Trong đó 2 phần là 1 triệu đồng để mua 2 bao gạo cũng như là lương thực. Còn 2 phần quà là 1 triệu đồng là để trao tiền mặt. 2 phần quà nữa là cũng là 1 triệu đồng để ủng hộ cho anh em. Bởi vì là cái con đường của bác cũng có ghi ở trong đó là vì con đường đi lại rất là khó khăn, nên là cũng ủng hộ cho anh em. Và thêm nữa là anh em cũng có đi lại qua đây thì còn phải đi qua đò lên đây nữa. Đây các bác, đò là ở phía bên kia. Đấy, phải đi đò lên bên trên này nữa. Đây còn là cái phần lương thực thì ở đây chúng cháu cũng đã mua rồi, 2 bao gạo này. Mắm muối mì chính, cá hộp, cũng như là mì tôm. Đấy, bây giờ là mang đồ lên núi đấy. Hổ mang bò lên núi, bây giờ là mang đồ lên núi đấy các bác ạ. Nhân đây thì anh em chúng cháu cũng... À đâu quên. Đấy, cái chỗ tiền này cũng đây 1 triệu đồng đây, thì cho bí thư già cầm này, tí nữa anh em trả tiền thuyền cũng như là ấy xong là đây nhá các bác nhá, 1 triệu đồng đây của anh cô bác cũng có ủng hộ cho anh em đây. Đấy, bí thư già cầm này xong là tí nữa anh em chúng cháu thanh toán tiền thuyền, còn lại thì sẽ anh em sẽ tự chia nhau. Nhân đây một lần nữa thì chúng cháu cũng xin chân thành cảm ơn các cô bác trong nhóm Hoa Sen Chân Như đã luôn luôn đồng hành cùng với lại anh em chúng cháu, cũng như là giúp đỡ không chỉ bà con nghèo mà còn giúp đỡ anh em đội team. Chúng cháu xin chân thành cảm ơn các cô bác. Xin được kính chúc các cô bác cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát tài phát lộc ạ. Và cũng hy vọng nữa, và cũng hy vọng vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và sự đồng hành của các cô bác để anh em chúng cháu đi những nơi xa xôi hơn nữa, để đi tìm được những đi trợ giúp được những cái hoàn cảnh nghèo khó khăn hơn, để giúp đỡ cho bà con ở trên này có cuộc sống tốt hơn ạ. Vâng, em già xin chào tất cả các bác. Chắc có lẽ bây giờ thì anh em chúng cháu sẽ trên đường đi lên trên kia của bác ạ, vì hôm nay trời cũng khá là âm u, không biết là có mưa hay không. Đang rất là lo đây, bởi vì con đường mà lên trên đấy mà một khi đã xe máy lên trên kia mà quay về là trời mưa là ý như rằng là sẽ phải bỏ xe lại trên đấy rồi. Còn nếu mà không đi lại thì không đi xe lên trên đấy thì sẽ với cái số lượng quà này mà bác leo lên trên đồi tận tít trên kia cũng khoảng tầm 2-3 cây số trên kia mà đường rất là đi rất là dốc. Vâng, cô bác ạ. Bây giờ thì anh em chúng cháu một lần nữa xin mời toàn thể các cô bác anh chị và mọi người theo chân anh em chúng cháu đi lên trên đồi trên kia để xem cuộc sống bà con như thế nào, cũng như là trao những phần quà của các cô bác nhóm Hoa Sen Chân Như cho các em ở trên kia nhé. Thật sự con đường này rất là khó khăn cô bác ạ. Tay lái của em già thì chưa lụa được. Thế cho nên là phải dùng hai chân và hai tay. Đường ơi ơ. Bí thư ơi, xe không lên đường rồi. Xe yếu quá già ơi.
Đây, như vậy là sắp đến cái nhà của ba cháu nhỏ một côi rồi cô bác ạ. Cái xe thì không tải nổi nữa rồi. Anh em là một người chở thôi. Nhà của hai cháu ở ngay trên này thôi. Em đi trước rồi. Và em già phải túc ra đi bộ thôi. Nhưng mà bên kia hình như là mai mà nhỉ. Cái bé mà hôm trước có vào qua ấy. Ở trên nhà thấy mở cửa đây. Đi xem không? Bé Mai đang làm gì? Ui, Mai đang làm gì thế? Ở đẻ kìa. Hả? Đẻ rác chê. Đẻ rác chê? Chơi đẻ một nọ lọt đẻ mới chứ? Đẻ một nọ. À cô bác. Đây bé Mai thì vào đây. Hai cái này là cây gì nhỉ? Tiên cây em già cũng không biết cơ. Đấy. Gọi là hai cái ngọn đi ăn. Ô em mai đây hả? Ờ Dương. Cái mai đan hai cái này bảo là đi ăn ấy nhưng mà không biết là cái này ăn được. Hả? Cái này ăn ngon không? Ô cái này cái rau lợn mà. Ờ rau lợn đây. Hái cụt cả ngọn này. Đây này, thế đây, cái này cũng là hái nhiều lắm rồi đây nhỉ, cái hái chỗ này đây này. Ừ, hái nhiều rồi này. Cái này cụt rồi. Cái này toàn hái cái này ăn hả mày? Có để làm tao cho nỉa mày. Mà buồn gió phim để cho nỉa nó. Bà là hái nhiều lắm rồi. Thế là toàn hái cái này để ăn á. Ừ, không có rau. Ủa với lại không có cơm nữa cơ. Đấy. Ý là hết gạo ăn à? Đúng rồi. Nó mạo. Thế cẩn thận nhá. Cái này làm sao mà ăn được. Nó chát với cả nó. Nào nhỉ. Già lắm. Nói chung nó già rồi. Cái non non chắc là ăn được á. Cho để cho một mỏ hơi mái á. Già ăn cái loại này bao giờ chưa già? Ăn trước mẹ cũng luộc về ăn rồi. Luộc để ăn á? Ừ. Còn chát không? Chát chứ. Chát lắm nhỉ? Cái này chát. Thì cái này thì nhựa nhìn là biết rồi này. Vâng. Này. Toàn lông ấy này này. Hay bảo cháu không hái nữa, mình cũng lấy đấy ấy về rồi. Lần nào mình cũng có lấy cá tôm. Hộp với lại cả mì tôm về cho rồi ấy. Vâng. Mày, đây lên sao? Chị đây về bếp mùa. Bếp làm sao chị à? Ừ, mua xù thì yêu nhiều mấy tấm cho rõ. Cho mì xanh này. Hả? Ừ. Thế anh trai đâu rồi? Mì xanh mới chưa? Xanh nhiều á. Mình đó là xanh nhiều á? Đi trông bò cho người ta. Chăn bò chứ. Chăn bò á? Ừ. Chăn bò khác trông bò nhá. Đúng rồi, chăn bò. Chăn bò thuê. Chăn bò thuê à? Thuê có nghĩa là đi chăn bò người ta xong rồi ăn cơm ấy. À. Đấy. Thế là anh đi chăn bò thì mới được cơm ăn, còn em không chăn bò thì cũng không có gì ăn. Đấy. Thế thôi, anh em mình sang bên này để lấy gạo đi. Để vác gạo đi. Ừ. Thế mai đi trước nhá. Để anh đi bên kia. Một cuộc hành trình thật sự phải gọi là gian nan. Gian nan khỏi nguy hiểm. Ôi dồi ôi, thế bây giờ mang kiểu gì đây? Bây giờ vát rồi. Ôm mì tôm nhá. Ok. Ồ cái chỗ này hai chị em, hai anh em mình như là vừa mới cốt chỗ này để làm nương hay sao ấy nhỉ? Đúng rồi. Cái này nhưng đất khô cằn quá nhỉ. Đất khô cằn thêm nữa là dốc nữa. Vâng. Ôi. Cái ngôi nhà này cái trận mưa to cũng bị tóc thôi không làm sao nhỉ, may quá. Rồi nhỉ. Ui, thanh niên kia sợ đấy.
Chào mày nhá. Hello. 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 Bạn đừng làm gì tới nhá. Úi giời ơi. Sợ đường vào nhà may quá mày ạ. Nghỉ ngơi một tí đã. Mệt quá. Hôm nay là em Xính là không ở nhà rồi các bác. À Xinh chứ nhỉ? Xinh. Em Xinh là cháu Xinh là không ở Xinh nhà. Xinh hay Xinh nhỉ? Mai nhỉ? Xanh ha, Xanh nó Xanh. Đây đây. Hả? Lo nữa. Đây. Mai Hải Liên hùa Xanh nó Xanh. Xính à? Xính à? Thế là Xính chứ có phải Xinh đâu đúng không? Chia Xanh à, Xanh à đó. Xinh là tên con gái rồi. Xinh là tên con gái. Đấy. Không, con gái con trai tên như nào cũng được. Vâng. Đấy, bố vợ tôi cũng là Xinh mà. À, Xinh à? Có Xinh trai không? Đấy. Mấy hôm nay ở nhà là cũng chỉ toàn đi lấy cái hai cây rau kia về để ăn như thế thôi à mày? Mà bên hôm này ném nó cho rắn thấy rồi. Nó rắn là thế, nó tấn công. À tấn công. À, ơi nhìn thấy quỷ tấu. Đu đủ. Hả? Nó tấn công. À tấn công. Là đu đủ đấy. Lấy cái rau ấy kia để mà ăn. Không, cái quỷ đu đủ này nè. À, là với cả đu đủ này nữa. Đấy. Ừ. Quả to nhỉ. Cái này chăm đu đủ này là hái ở đâu hả mày? Mày này để từ hả mày? Để phụ tí. Đi lấy tít bên kia. Hả? Tít bên này. Ờ, tận tít bên kia. Ờ. Ờ. Này. May mà còn có cái đu đủ này. Thế sao vẫn còn đu đủ này, vẫn còn đi hái rau kia để ăn nữa? Chắc là phải thay đổi bữa. Hả? Không thay đổi bữa thì không ăn được. À. Đấy. Đây đây, vẫn còn có mấy quả đây đây. Nói chung đu đủ này thì để lâu. Vâng, đấy. Đấy, để lâu cũng rau được. Là mình ăn bữa nào hai bữa đấy thôi. Rau là ăn bữa nào hai bữa đấy thôi. Vâng. Nếu mà để lâu thì nó cũng bị héo hỏng mất nhỉ. Yeah. Vâng. Ừ. Ô em trai không về nhà. Mẹ thấy chị từ mẹ cô này. Đi chị lo nào. Đã mua hoa lá. Ồ, mua xí hoa lá á. Ở đâu? Đi dưới kia. Đi ăn xóm dưới kia. Lúc quán đường mà mình lên ấy. Nên mua bó từ nào. Bỏ hoa này à? Bỏ hoa này tài. À. Nhớ, bỏ đi. Dưới này, tích gần bờ sông á. Tận gần bờ sông á? Ờ. Làm sao gọi em trai về, mình gặp mặt em trai một tí nhé. Cũng lên mấy lần rồi cũng muốn chia sẻ cái hình ảnh của em trai cho các cô bác biết đấy. Gọi thì gọi được thôi, nhưng mà xa ấy, bảo em đi gọi thì xa quá nhỉ. Vâng. Có điện thoại không gọi được không nhỉ? Bỏ một tình hồn trả lời cho tôi. Chỉ là số tình à? Không có điện thoại. À, không có điện thoại. Đấy. Xính có nhưng mà Xính đi chăn bò cho người ta. À, Xính đi chăn bò cho người ta rồi. Đấy. Tiếc quá nhỉ. Thật sự là đang rất là muốn để gặp em trai của các cháu. Tức là em Xính thì hôm nọ anh em chúng cháu cũng có gặp rồi. Còn bạn này thì là người đầu tiên luôn. Còn cậu em Út nữa. Vì là ở đây có ba anh em mồ côi mà. Thì anh em chúng cháu cũng muốn chia sẻ cái hình ảnh của các cháu cho toàn thể các cô bác được biết luôn. Nhưng mà hôm nay lại không gặp được em Út. Thôi, tạm thời đi ra đây đã. Đấy. Ra đây nào. May nhá, hôm nay bọn anh có vào đây để mang phần quà của các bác nhóm Ma Sen Chân Như cũng có gửi về cho gia đình. Là 1 triệu đồng để mua gạo và nhu yếu phẩm này. Còn 1 triệu là trao tiền mặt nhá. Đấy, thì... chắc là nó này bên lò mà mua cho phao thế chín giờ chín lóc chín méo này tiêu là gửi khởi nhiều tôi bắt đòn nè bé từ nồng mua mà yêu dột xuống thế vô mấy tầng thế vô u nì tao nì cái chuối trỏ mua đâu ô này đây 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 các bạn em đấy là 1 triệu để mua ở đây kéo 1 triệu tiền mặt đi đủ xem đủ chưa 5 tờ hay 6 tờ 1 tờ 2 tờ 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ. 6 tờ mà. Đừng nói vậy tí, em lại bảo ơi thiếu tờ thôi. Vâng. Đấy, kìa, chú ý cho này mà mua tỏ chị em sơ sinh chuẩn là cho phao thế trên dài hả? Nhá. Này. Xin. Không dám nhận à? Ừ. Cứ nhận lấy đi đây các cô bác người ta gửi đấy, cho nhá. Khả có nhiều cho chị. Thì chung đã đi. Đi ra đây. À, tôi đi ra đây. Đây các cô bác lấy tiền cho nhá. À? Có biết cái này cái gì không? Hay là không biết cái này là tiền? Bao nhiêu mà? À, bao nhiêu?
Hả? Biết. Đây này, anh gửi em này, các ông bà gửi cho em, gửi cho hai anh em nhá. Ừ. Để lo toan trong cuộc sống gia đình này. Nhá. Đây đây, em cứ nhận đi. Này. Mới đó chỉ cần cho trên hết tiếp tầm vô nó. Không nhận luôn, lần đầu tiên anh em chúng cháu. Vâng. Thật sự luôn á. Không biết là em cảm thấy ngại hay như nào? Ngại với hay là sợ đó. Anh em mình? Không, cái này không sợ đâu. Bởi vì lâu lâu mới có một lần giúp đỡ như thế em cũng ngại. À. Đấy. Đây này, em cầm đi. Ông gà mà. Ông đấy, gà cầm đi. Ừ, thế đi. Đấy. Được chưa? Ừ, cho anh sát xanh, xong lại cho Paul tìm ra ăn dịp tiền mình sát xanh. Ăn dịp sát xanh này cho dạp thiết bỏ em mà. Ừ, dư nhiên thế gà chù, dù chù thế dù này đập bên nào. Chị vất thả này. Ừ. Chị vất thả được mà ăn sát xanh. Ra đây các bạn. Cái gì nhỉ? May nhỉ? Phải không nhỉ? May. Ờ, nào, biểu nói cho anh nhá. Thả cháu U nhá. Nào, nhìn vào máy quay của bạn kia đang cầm nhá. Nào, cháu May. Hay cháu ạ? Cháu May. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành. Cảm ơn. Nào, không cười. Thật sự là cháu cũng lần này lần thứ hai, thứ ba cháu lên hình cho các bác. Vâng. Đấy cũng rất là ngại và thêm nữa là lần đầu tiên được nhận được cái khoản hỗ trợ lớn như thế này. Cháu là không dám nhận luôn các bác. Đúng rồi. Đấy. Nào nói lại nhá. Được rồi, bây giờ anh né đi chỗ khác để cho đỡ áp lực nào. Được rồi, nói đi. Sao xanh này cho bò già sao? Sao xanh này cho bò già. Ba mảng gà nhì thế gửi xu cho u. Bé cho nồng mà. Ba mảng gà nhì thế gửi xu tôi cho bé cho nồng mà. Vâng, thưa cô bác là em Mai cũng thật sự rất là hồ hộp bởi vì lần đầu tiên mà nhận được cái phần quà lớn như vậy và cũng tay của em ấy là chưa cần đồng tiền nào mà lớn như vậy bởi vì từ trước đến giờ là từ khi bố mất thì mình đã không gọi là không biết tiền là cái gì rồi thì khi mà còn mẹ bỏ đi thì không được gọi là 1-2 nghìn thì chắc cũng được nhưng mà 1-200 trở lên thì mình cũng gọi là những cái phần lớn là đưa mẹ cần hết mà. Đấy. Đấy, đấy là những lời cảm ơn của cháu May cũng rất là cảm ơn các ông bà trong nhóm Hoa Sinh Chân Như đã gửi những phần quà cũng như khoản hỗ trợ này giúp đỡ cho gia đình. Thì một lần nữa anh em chúng cháu cũng xin chân thành cảm ơn các cô bác đã gửi khoản hỗ trợ này giúp đỡ cho các cháu. Thật sự là cái quãng đường đi lại từ dưới kia lên anh em chúng cháu không phải là kể dễ nhé cô bác. Để thật sự là hôm nay thì cũng ngày trước những thước phim đầu tiên anh em chúng cháu đến đây chia sẻ cũng rất là mong muốn là và hy vọng các cháu là nhận được cái khoản hỗ trợ nào đó dù có khó khăn đường đi như thế nào thì anh em chúng cháu vẫn có mang lên đến đây để cho các cháu bởi vì nhìn thấy cái cảnh vận mồ côi với các cháu thực sự là rất là khổ rau không biết trồng mà ăn có thể bởi vì là các cháu tầm tuổi này thật sự ra là ở dưới xuôi hay là ở đâu cũng vậy thôi. Vâng. Nếu như các bạn ở dưới xuôi bây giờ đang ngồi trên ghế nhà trường và được bố mẹ chăm bẵm từ đầu đến cuối. Còn vâng. Như các bạn này là bị ý là từ đầu mẹ đã như thế, bố mất một cái thì không có ai lo toan và cũng chỉ bảo cho các cháu thì các cháu là không biết đấy các bác ạ. Sợ luôn. Mà một cái căn nhà gọi là sống tách biệt với hàng xóm bên ngoài mà các bà con ở đây cũng sống lưa thưa rải rác ấy nên là để họ hỏi người ta thì cũng khó thêm nữa là các cháu là phận mồ côi nữa thì kiểu gì người ta cũng nhiều người người ta cũng không nhìn gọi là không cho vào trong mắt đâu đúng rồi đấy các bác ạ đấy thì hôm nay thì đây cái phần quà của các cô bác trong nhà Hoa Sinh Chân Như có gửi cho này đấy nha anh bảo này cái phần ngoài cái phần tiền ra thì các cô chú cũng có gửi thêm cho hai mấy anh em là đây gạo này nhá có biết cái này cái gì không chưa ăn được bao giờ chưa mít tông cho nên chắc được ăn chưa tao nó hả được ăn rồi đúng không được. Đấy mì tôm này còn trong này thì mua dự trữ sẵn luôn bây giờ là khó mở tiếp rồi bởi vì giữ cái lên là sợ không chát đường sóc ấy xong lên trên này thì cũng chắc quá rạch ra thôi hả rạch ra thôi tiếc cái túi à bây giờ không rạch ra không biết bóc để
xem lấy cái túi à đây 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 à đúng nắm được mày đúng nhỉ. Alo cần chặt đấy, cần chặt đấy sao ấy này. Xin lấy con lấy con dao đi này, mất 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 liếm rồi mày ở trong tiệm đấy. Tiếc thế nhờ. Đối với cái túi này thì các cháu có thể sử dụng làm được rất là nhiều và khác nữa. Đây này, may may ra đây. Đây nhá, bên trong này các chú cũng có mua có đây dầu ăn. Dầu ăn thì mua luôn hai chai để các cháu dùng dần. Vâng, dầu ăn này, xà phòng này. Xà phòng giặt nhá. Xà phòng, cái này xà phòng giặt nhá. Vâng. Đây. Nên dầu rửa bát. Có biết phân biệt dầu rửa bát không hai bạn này này? Cho lý nhau bao để xuân rửa tư á. À, thế biết tí là tốt. Đây cái này dầu rửa bát này. Ờ, phía bên trong này là có mì chính này, hai gói muối chính này, mua hai gói luôn và có cả cá hộp nữa. Cá hộp. Đấy. Bạn này được ăn cá hộp bao giờ chưa? Cho nhé, tắm rồi đâu? Chưa được ăn đâu. Chưa được ăn bao giờ đúng không? Ờ. Ờ, thế chỉ bạn dưới cách làm đi. Ờ. Con niệm mềm. Ông mua hào thế hả? Ông mua ý là liền ấy, nãy tuần nãy nó chở lúc thì mà ý tuần nó ý lúc thì mà hào hào đó cảnh ta mà. Ô lý lọt giờ ông mua lì đây cũng còn được chia rõ má khi luôn nhé. Ông mua nhỏ này, ông nhỏ thì mà ông nhỏ thì mà hao mà nhỏ thì mà hao mà nên khi tuổi mà má khi tao hỏi lúc pa thì nên non giống mò ha. Được chưa? Nói thì biết làm chưa? Hao mầm bao hả? Hao bao thế chưa? Thấy như thế cho mấy chuyện gì mà ông chuyện nên mà nó nên thế cho thế hả? Nói thì biết làm chưa? Ủa liệu bao nhiêu tao bao nhiêu tao? Nhà bao hả? Cho nè. Trên nhà bao nhiêu hả? Ở khi này mà. Đây bật đồn. Đây đến mang ra cái nồi xong là bảo vị trí luôn. Mang ra nồi đi. Mà ướt hầu hả? Mang ra nồi luôn. Nhưng mà bây giờ phải đun nước nó luôn. Không thì cứ bảo cho ở trong nồi làm như thế nào xong là bao giờ sôi thì băng ra bốc bở như thế. Ông ngả một hầu ít lúc cạnh. Đấy đi chỉ luôn. đi chỉ luôn. Đây là lần đầu tiên các cháu cũng được ăn đấy các bác, thì anh em phải nói từ đầu đến cuối. Lúc cảnh cho họ, ông mua hào đặt vào đấy luôn, đặt vào đấy luôn. Nhưng mà cái nồi bẩn, tôi phải rửa cơ. Đấy, ông mua hào tròn nửa xô xô tại mà. Ừ, ông mua trời khó đây chỉ chìa má mà khí hả? Bóc khí nè, cái này hay là bóc luôn nè. Bóc luôn thì nữa ấy cũng được. Bóc nè, bóc khí nè. Ông nhỏ này mà mà, ông nhỏ này mà nửa thò lại mà. Ông mà điên này lắm. Được chưa? Biết chưa? Như thế biết chưa? Cho nhìn trẻ. Có gì tao? Cho nhìn trẻ, lý đó phải mà nó tao. Cái này là cá hộp. Vẫn, cái này là ăn được nhá, không sợ bị bỏ độc đâu nhá. Vâng. Lần đầu tiên đề phòng vết đấy nhờ. Đúng rồi. Nha, chế, ý chào con nhìn hộp khí tao mà ý chào. Ô, lý đáy lúc cá kênh nhá. Nha, hộp khí này, ô bao tao? Bao. À, bao, được rồi. Biết rồi. Lấy cái bát úp vào. Đây, nồi nêu xong chảo là không có một cái gì luôn. Tiện đây thì cũng là chia sẻ luôn cho các bác đây này. Nồi. Cái canh, cái rau này là cái canh mà lúc nãy hái về chưa ạ? Hả? Cái rau lúc nãy hái về. Phải không? Nó màu xanh xanh như này mà. À. Chưa được ăn một lần rồi. Đấy đó. Lấy mình luộc. Luộc đấy. Xong rồi chấm muối. Các cháu là ăn uống kham khổ như thế này các bác ạ. Chắc vâng. Là đây cái dùng cái loại rau này đây. Cái này em xin phép các cô bác một chút nhé. Cái này là cái rau để lấy cho lợn. Đúng rồi. Bình thường là mọi người là cái loại này để rau cho lợn thôi. Nhưng mà các cháu là không có gì ăn, là cứ cái hái cái này ăn tạm thôi đây này. Vâng. Trời ơi. May quá hôm nay gọi là tiếp tế lương thực kịp thời cho các cháu đấy. Vâng. Không là... Nhưng nồi niêu xong chảo cho nên chẳng có cái gì cả đây. Cái này là... Không biết là từ hôm nào không nấu cơm. Đó. Không có gì ăn luôn. Trời to tên đấy chỉ có mò lòi mê. Mà không lẽ à? Lẽ. Mấy chữ hoa à? Mấy chữ hoa bên hông á? Được rồi, thế bây giờ cất cái này đi nhá. Cất cái này đi. Cất cái này đi xong rồi. Thôi, bây giờ tiểu cho thử. Chỉ bác để thế. Đâu cũng sợ mất, đúng không? Đúng rồi. Cái nhà thì... đây, cô bác đây, xung quanh nhà thì ở như thế này đây. Là toang hoang như thế này, có... cũng chỉ bằng cái vách tre, vách nứa như thế này. Đấy, à! Dép của bạn nào đây? Có đôi dép mới à? Từ người khảo mê. Hả? À bé đôi của bé. Đôi của May luôn à? May. À. Thế cái này lấy đâu được rồi em? Để ra kia nhá. Hả? Không là đồ.
Anh bảo này, cái dầu rửa bát với lại dầu ăn với xà phòng này bỏ riêng ra nhá. Cho đi cho chế lệnh về nhé, chả để cháu cho mò cho thiết cho chu này. À thiết cho mò thiết cho thiết cho mò. Chấm lên, chấm lên. Chấm lên à? Ừ. Nhá. Cho nên cho trẻ cho ăn rồi tư, cho ăn thử con chả hả? Này, cho đi. Này, cho chết đi. Nào. Cho đi mà cho sao trong hả? Chế cháu của nên nó hả? Cái này gọi là phanh trừ à? Phanh trừ. Tôm tức là trừ đấy đúng không? Bây giờ phanh trừ là mì tôm ấy. Mì tôm này. À, phanh là mì mà. Ừ. Chá mạ mà. Ô mình đang thắc mắc một điều là không biết là hai mấy anh em là đi lấy nước ở tận đâu uống nhỉ? Lấy à cái nguồn nước ở trên kia đấy đúng không? Đúng rồi. Hôm trước bảo là có giò gì trên kia xong. Đây này có đi đi xách về đây các bác này, hiện tại là cũng hết sạch rồi này. Tá đẻ méo. Hết nước rồi. Hết nước rồi. Trong này không biết còn không? Đấy bây giờ có gạo rồi thì thổi cơm mà ăn ấy. Ôi hết rồi. Vườn không nhà trống. Không còn một gì luôn. Vâng. Đấy thì các bác thật sự là đây là cũng là thước phim thứ hai mà anh em chúng cháu có đến đây chia sẻ vì cái hoàn cảnh của gia đình cháu Sinh, cháu Mai, cháu Sinh. Mai và cháu Xính. Còn một em trai nữa tên là gì nhỉ? Tôi quên mê hóa chứ. Hà. Cái gì? Hà. Hà. Hà là Hà này. Hà. 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 Đấy. Ồ, cái tên đặc biệt nhỉ. Sinh Hà Mai. Đâu, Sinh May Hà chứ? Sinh May Hà. Đâu nữa, Sinh May Hà. Đấy thì cũng đối với hoàn cảnh của các cháu thì ở đây là bố mất sau đó thì mẹ lại bỏ đi. Mẹ bỏ đi để lại cho các cháu tự mưu sinh ở đây như thế này. Thì cũng rất là thương tâm với hoàn cảnh của các cháu. Nên là anh em chúng cháu cũng có đến đây chia sẻ và cũng hy vọng là sẽ các cháu là cũng có duyên với các cô bác nha, mạnh thường quân các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho các cháu gọi là phần nào hay phần đó. Trước mắt thì chị cũng chưa mong đến những cái điều gì quá to tát, chỉ mong rằng là giúp đỡ được cho các cháu có thêm miếng ăn để các cháu không phải khổ cực đi lấy kiếm nhặt từng mảnh rau rừng một để về ăn như thế này các bác ạ. Thật sự là rất là tội cho các cháu luôn. Vâng. Đấy. Nhá. Về thì bảo anh Xính nhá. À. Anh Xính nhá. Mẹ xanh tiền lò. Nhớ cất cẩn thận nhớ chưa? Tôi tin là xanh lò mà. Hải tiền xanh chà. Nên hôm lê thế ú nên nó hả? Ừ. Giờ khó nhiên mà nên mua một vô á chì khó nhận na lò xịp vô vô á chì xin đấy hả? Thế giờ nó cứ cho xin đấy. Nhá. Ủa bây giờ có xin. Mà là cái tiền mà được ủng hộ cho hai bé thì dặn hai bé là có thể là nếu mà bản thân mà không có đủ cái mảnh quần áo vải mặt thì mua quần áo hoặc là có thể là sắm sửa những cái thức ăn đồ dùng trong gia đình. Đi mua quần áo đi bây giờ. Anh hỏi May một tí nhá, bao nhiêu lâu rồi May không được đi chợ? Tao hôm nay chỉ tao một khi nào. Tuần tay á. Bao nhiêu lâu không nhớ rồi. Đúng rồi. Nhớ. Ta chả khư à? Chính cho á? Tê hay này chính cho chứ ạ. Nhưng mà bây giờ lâu như thế, bây giờ còn liệu biết mạnh giá tiền, biết tính tiền không? Nhà tiền một khư má bỏ bao nhiêu không à? Bao. À, vẫn nhớ. Vẫn nhớ. Vẫn nhớ. À. Nói chung là chợ xá mình là cũng giao lưu bàn tiến mong hết mà. Không phải. Đấy. Thế ông không nhớ cái cháu cái mồ côi là... đi mua đôi dép tổ ong 500.000 à? Đúng rồi. Nhưng mà bé ông kia... ông là cái người mà đưa đi mua đấy. Nhưng mà bé kia là không biết mệnh giá tiền. À. Đấy. Thế cô bác cháu cái mồ côi là không biết mệnh giá tiền là. Đấy. Hôm đấy là cháu Dương lại không đi cùng cơ. Có với Bì Tì Tà cũng là anh cái trưởng thôn đi. Thì nghe các bạn kể lại thôi. Nhưng mà lúc đấy là không kiểu cháu ấy là tự đi mua thì đúng không rồi. Biết anh em cũng không ghi hình được. Đấy. Thấy bảo là mua một đôi dép của ông như đôi bên kia kìa là tận 500.000 xong rồi cần đưa tiền cho người ta cần dép xong là đi lên thôi. Cần dép xong tựa hết tiền rồi thì người ta cũng đứng ngơ ngơ một tí xong người ta cũng không giả lại nữa, gọi là không phản ứng kịp vậy nhỉ. Đấy, đấy. Đấy nhá, xong là cố gắng nhá. Thấy chưa, bỏ cái rau kia đi không ăn nữa nhá. Cho rau thì nó tao mà nó chỉ nó mà nấy uống mấy tổng tên nó đây này ăn. Thế với lại cái ấy này này nhá, cho tổng nhá hả. Nhá, ăn với đu đủ này. Vâng. Đây các bác, ngày hôm nay thì anh em chúng cháu đã mang phần quà của các bác nhà hoa sinh như cũng có đem lên cho cháu Xính và cháu May. Thì còn giờ thì cũng có khá là muộn rồi.
Có lẽ anh em chúng cháu cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.